Nghệ sĩ Nguyễn Bá Lộc qua đời, thọ 66 tuổi. Nghệ sĩ Ngọc Hơn, vợ của nghệ sĩ Nguyễn Bá Lộc, cho biết chồng bà sau thời gian điều trị bệnh ung thư gan đã chút đời thở cuối cùng lúc 4 giờ 25 phút ngày 19 tháng 12 tại nhà riêng. Ông sinh năm 1955, từng đóng nhiều vai chính diện trong các bộ phim nổi tiếng, trong đó có vai cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh Bác Hồ trong phim Hẹn gặp lại Sài Gòn và vai phản diện nổi tiếng như Ngô Đình Nhu trong phim Ông Cố Vấn. Thời gian sau này, ông tham gia phim truyền hình Hoa và nước mắt được trình chiếu trên VTV3. Vào nghề diễn viên từ năm 1985, nghệ sĩ Nguyễn Bá Lộc chập chững đến với điện ảnh qua một vai nhỏ trong tập Trời xanh qua kẽ lá của bộ phim Ván bài lật ngược Hơn 30 năm trong nghề, với trên dưới 40 phim, nghệ sĩ Nguyễn Bá Lộc được công chúng yêu mến bởi sức lao động nghệ thuật bền bỉ, biết mình đến với nghệ thuật từ diễn viên nghiệp dư. Ông thường nói vui, mình tập bơi trong biển cả điện ảnh với những thách thức khắc nghiệt nên ông đã chịu khó học hỏi và đúc kết kinh nghiệm trong nghề từ đàn anh đi trước. Để giảm đi những áp lực lớn mỗi khi tham gia các vai diễn, vai giáo sư Trần Nguyễn trong phim Hoa và nước mắt được trình chiếu trên VTV3 là một minh chứng cho sự phấn đấu hết mình vì nghề của ông. Bởi nhân vật này có đến 24 năm sống và làm việc ở nước ngoài, rồi quay về quê hương với cả vui buồn đan sen. Cuộc đời trong phim trúc chắc và va đập nên ông đã dồn hết tâm sức để thể hiện vai diễn và được giới chuyên môn công chú khen ngợi tâm sự về vai diễn nhọc nhằn nhất trong đời nghệ sĩ ông thường chia sẻ đó là vai cụ phó bảng nguyễn sinh sắc vì vai này không chỉ là nhà yêu nước lớn mà còn là thân sinh của bác hồ ông đã đầu tư rất nhiều cho vai diễn đọc các tác phẩm viết về gia đình cụ phó bảng nghiên cứu về thời thơ ấu của bác hồ và ông đã ra tận nghệ an huế và vào đồng tháp để viếng đề thờ của gia đình lãnh tụ tham quan nơi lưu giữ kỷ niệm và di vật về cuộc đời cụ phó bảng và vợ là bà hoàng thị loan ông đã được các đạo diễn và tác giả kịch bản nhà nghiên cứu Trần Bạch Đằng, cố vấn nghệ thuật cho phim, đi trao nguồn cảm hứng để diễn được vai này. Ông đã được với các đạo diễn và tác giả kịch bản, nhà nghiên cứu Trần Bạch Đằng, cố vấn nghệ thuật cho phim, đi trao nguồn cảm hứng để diễn được vai diễn này. Có xuất thân từ ngành cơ khí mô tô, xe đạp và đến với nghệ thuật thứ bảy rất tình cờ nên ông trân quý từng vai diễn. Ngoài ra ông còn tham gia các vai Năm Hợi, cha của lý sĩ Phó Thị Sáu trong bộ phim Nhựa, Người con gái đất đỏ. Vai cố vấn Ngô Đình Nhu trong bộ phim truyền hình nhiều tập Ông Cố Vấn. Vai Lưu Nghĩa trong bộ phim Nhựa, Tình khúc 68 Sự ra đi của nghệ sĩ Nguyễn Bá Lộc đã để lại nhiều thương tiếc cho đồng nghiệp, khán giả yêu mến tài năng và nhân cách của ông.